Tết là chư tổ Việt Nam của chúng ta so ra trên thế giới thì là không có thua kém bất cứ nước nào trên thế giới, và điều đặc biệt đó là tổ sư thiền này nó thuộc hệ giáo ngoại Việt truyền, cho nên những nhà nghiên cứu thì tất cả những pháp sư, giảng sư là không có nghiên cứu được mà cũng không có rõ được, cho nên các ngài mới nói rằng đó là do cái người sau bày đặt. Mà thật ra đó, phát nguồn từ Đức Phật mà các vị cũng đã biết lâu nay chúng tôi đã giới thiệu từ Phật Thích Ca đã lòng từ bi độ tất cả những cái bậc thượng căn thượng trí, cũng như cho cái các vị cõi trời như ngũ phương tiên vương và ngoại đạo mà hàng đệ tử của Phật. Thì chúng ta thấy á, ngay trong cái kinh Pháp Hoa mà cái hàng là đại trí thanh văn á, ngài Xá Lợi Phất là đại diện cũng là người tiêu biểu cho bậc đại trí có hàng thanh văn, nhưng mà Đức Phật nói trên Pháp Hoa đó thì ngài cũng phải dùng lòng tin mới được vào. Còn ở những vị tỳ kheo khác á, có cái tỳ kheo ni ô và tắc ô và di tới 5.000 người không hiểu Phật muốn nói gì, còn phải bỏ pháp hộ ra về. Mà cho nên Đức Phật nói rằng là cũng tốt, những người còn lại ở đây toàn là hạt chắc. Và trong kinh Viên Giác Đức Phật cũng đã nhắc nhở rằng và tất cả chúng ta mà dùng cái trí của thế gian, kể cả Xá Lợi Phất dùng cái trí của thanh văn suy luận cái duyên giác cũng không được, giống như lấy lửa đom đóm mà đốt núi tu gì. Các vị á, chúng ta thấy là cái con đom đóm á, mà thời xưa nó rất là nhiều, nhất là ở nơi ven sông núi rừng và ở thôn quê làng mạc thời xưa rất là nhiều, nhưng ngày nay thì nó gần như vắng bóng, chỉ còn ở nơi núi rừng chút đỉnh thôi. Thì chúng ta thấy á, một cái con đom đóm á, nó sống tập thể, mà nếu có một con á, mà nó nhịp nó không đồng đều á, thì cái con đầu đàn nó liền đuổi con đom đóm đó bay ra bên ngoài. Khi nào mà nhịp đồng bộ thì mới cho là nhập trong đoàn. Cho nên mỗi một lần chúng ta thấy nhịp á, cái con đom đóm mà nó nhịp lên nó sáng rực á, rồi nó tắt, rồi nó nhịp rồi sáng lên rồi nó tắt. Mà nếu con nào nhịp không đồng bộ thì coi như là bị loại khỏi đoàn. Thì cũng thế, giới luật của Phật á, dù là tại gia hay xuất gia mà chúng ta đã thọ giới nào thì hãy giữ gìn giới đó cho nó trong sạch, vì có giữ giới trong sạch nó mới khế hợp được với cái quả niết bàn của chư Phật, quả Tây phương tịnh độ của Đức Phật Cách Di Đà. Vì tâm có trong sạch mới tương ưng, còn hả tâm chúng ta không sạch á, thì giống như á, nấu cát mà muốn thành cơm, dù người đó hiện tiền tu thiền tức là tâm tu thực hành tâm địa đó, thì hiện tiền có là thần thông trí tuệ cũng được thượng phẩm, tức là hạng cao nhất thì thuộc ma dương ma vương, hạng thứ là ma dân, hạng thứ nữa là ma nữ. Thì cái bốn giới trọng cấm của Đức Phật đó, nếu như người tu mà không giữ giới thì trở thành thiên ma ngoại đạo chứ không phải là đệ tử của Phật. Do đó chúng ta thấy đó,
Cái sở Đức Phật còn tại thế đã chỉ dạy cho ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp là chỉ dạy hay là truyền thừa là cho ngài Thương Na Hòa Tu. Mà ngài Thương Na Hòa Tu là cũng thuộc cái dòng dõi quý tộc, cha có mẹ. Mà ở xứ Ấn Độ thời xưa đó, nếu có một cái loài hoa hay là loài cỏ mà thơm đặc biệt lạ, cũng giống như Đức Phật xuất hiện thì có hoa U Đàm, thì ngài Thương Na Hòa Tu á là nhân cái năm đó là có cái loài cỏ tên là Thương Nặc Ca, tức là loại quý hiếm lâu lắm mới có xuất hiện một lần. Mà mỗi một lần có xuất hiện á thì có một vị thánh nhân ra đời, nhân ngài đã cha mẹ sinh ra, nhân có cái loài cỏ tên là Thương Nặc Ca nó thơm lừng, cho nên cha mẹ đặt tên ngài là Thương Na Hòa Tu. Và thở nhỏ thì ngài cũng đã tu theo cái pháp tiên, chứ chưa có gặp Phật, chưa có gặp tổ. Mà ngài tu theo là pháp tiên, không rõ là thuộc Ấn Độ giáo hay là La Môn. Bởi vì cái thở đó đó thì xứ Ấn Độ có rất nhiều thứ đạo, Ni Kiền Tử, Ấn Độ giáo và La Môn giáo, vân vân. Thì không biết ngài đã tu pháp tiên nào, nhưng mà ngài cũng đã được thần thông. Được thần thông á thì là ngài mới biết được và tìm đến ngài A Nan, và rồi gặp ngài A Nan, ngài A Nan mới được chỉ dạy. Cuối cùng là ngài đó tỏ ngộ được chính mình, thì được tổ A Nan là truyền pháp. Ngài đã dặn rằng xưa Đức Thế Tôn truyền trao chánh pháp nhãn tạng cho ngài Ca Diếp, tổ Ca Diếp thì truyền lại cho ta, ta nay đã giao phó cho ông hãy khéo giữ gìn, đừng cho đoạn dứt. Và sau khi ngài A Nan thiện tịch, ngài đã đến một cái xứ, một nơi tức là chỗ là tượng đầu đó, ngài Hoằng Pháp Lợi Sinh. Thì là ngài đến tận nhà của ngài U Ba Cúc Đa là tổ thứ tư. Thì lúc ngài U Ba Cúc Đa còn nhỏ đó, tổ chỉ dạy là buộc niệm, chỉ mới 12 tuổi thôi, chỉ dạy cho cách buộc niệm là nếu cái niệm mà sân hận xấu ác thì để cái hạt đậu đen dầu hũ, nếu mà nghĩ một niệm lành thương người giúp đỡ thiên hạ thì để một hạt đậu trắng vào lò, trong 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 lọ trong hũ. Thì ban đầu đó thì cái đậu đen nhiều, và sau dần á thì là đậu trắng nhiều. Và đến năm 17 tuổi ngài đến tìm để gặp lại ngài Thương Na Hòa Tu để xin xuất gia. Thì năm đó ngài ra 17 tuổi. Là tổ Thương Na Hòa Tu hỏi: chứ ông nay được bao nhiêu tuổi? Thì bạch thầy: năm nay con được 17 tuổi. Và tổ Thương Na Hòa Tu hỏi: chỉ là thân ông 17 tuổi hay là cái tánh của ông 17 tuổi? Thì ngài đã hỏi ngược lại thầy mình: vậy là tóc của thầy bạc hay là tâm của thầy bạc? Tổ Thương Na Hòa Tu nói rằng là tóc của ta bạc chứ tâm ta không có bạc. Thì ngài trả lời rằng: con cũng thế, thân con là 17 tuổi nhưng mà tánh con không phải là 17 tuổi, khế hợp với tổ sư cho nên được ngài Thương Na Hòa Tu cho xuất gia và thân cận với thầy, sau này sẽ được triệt để, tức là ngộ được triệt để đó, thâm nhập tiềm cơ, sâu vào bản tánh. Đó là cái thời của sau Đức Phật 100 năm. Sự đó truyền thừa cho đến ngày nay chưa từng gián đoạn, mà để chứng tỏ cho các vị thấy là thời Phật đã ứng dụng
Rồi qua rồi là nhà đường thì tôi cũng đã giới thiệu với các vị là tổ lục tổ huệ năng, nhưng mà từ sau á tôi sẽ nói tiếp đến cái gì tổ lục huệ năng rồi đấy là tổ bồ đề đạt ma, lần lượt tôi giới thiệu lần lần là từ Ấn Độ truyền sang đến đến Trung Hoa và từ Trung Hoa sang đến Việt Nam. Và cũng có một con đường truyền thừa từ Ấn Độ sang Việt Nam. Lần lượt tôi xin giới thiệu đến các vị. Thì đó, cái sự truyền thừa đó chúng ta thấy đó là từ nhà Đường đến nhà Tống, thì qua cái diệu dụng của Phật, của Tổ sư đó, thì tôi cũng đã nói nhiều lần, nhiều do cái quyển Cảnh Đức Truyền Đăng Lục xuất hiện ra đời, do Ngài Đạo Nguyên biên soạn, ta nhằm giải thích tất cả những cái diệu dụng của chư Phật, chư Tổ, làm cho cái đương cơ thở đó không có chỗ ngộ nhập. Chính vì thế mà Ngài Đại Huệ đã bài xích rất là mãnh liệt, và có những cái quyển nào trong tay á thì Ngài đem đốt hết. Bởi giải thích làm cho chúng ta không có nghi. Vì gì thiền môn là cái nghi là nhân mà ngộ là quả. Mà chúng ta thấy Đức Phật thì cũng đã nghi. Nghi là nhân, ngộ là quả. 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh. Thì Đức Phật thấy không phải, cuối cùng á thì Ngài mới là ngồi dưới cội Bồ đề, khi sau mai mọc Ngài quát nhiên tỏ ngộ đó. Thì Ngài đã thốt lên đó, thì tôi đã giới thiệu các vị rồi đó. Thì cái sự truyền thừa đó, bị cái quyển đó giải thích, tức là quyển Cảnh Đức Truyền Đăng Lục giải thích tức là đời nhà Tống, làm cho cái đường cao thờ nhà Tống đó thì là người ta sanh hiểu, mà hiểu là không có nghi, mà không nghi tức là không có nhân, không nhân làm sao có quả. Chính vì thế mà tổ sư phải phải chỉ dạy cho tham công án hoặc hoặc xoay đầu. Như hôm trước tôi đã giới thiệu kỳ vừa rồi, đó là ngài Trung Phong Minh Bổn, tức là ngài Cao Phong Nguyên Diệu dạy cho một cái vị tăng thì là cái câu thoại đầu, phương pháp về một, một về chỗ nào. Rồi đệ tử của ngài Cao Phong Nguyên Diệu lại ngài Trung Phong Minh Bổn là chỉ dạy cho một cái vị tăng tham công án, con chó không Phật tánh. Và hôm nay tôi giới thiệu tiếp cho các vị thấy là cái ngài Thiện Kiên tăng đời nhà Minh, năm sanh không có mà thì có năm tịch là 1493 là cái năm thiệt tịch của ngài. Từ ngài đã tham vấn với thiền sư Vô Tế ở Kim Lăng, và thiền sư Vô Tế chỉ dạy ngài tham thoại đầu cũng cái câu môn pháp về một, một về chỗ nào. Rồi một hôm á ngài cũng vẫn xem kinh, vì tổ sư các ngài ra đã xe tham thiền á đến cái chỗ bế tắc, thì các ngài ra lấy kinh ra để làm cho nó dịu lại, mà cái nghi tình nó vẫn cuồn cuộn trôi, tức là nó khởi lên cuồn cuộn. Chính vì thế mà ngài đọc kinh Viên Giác đến cái câu là thân tâm điều quyển, thì bỗng nhiên ngài đã tỉnh ngộ và đến trình bày với thầy. Theo như thiền sử nói là tỉnh ngộ cũng được, mà nói chứng ngộ cũng được, triệt ngộ cũng được, bởi vì là tùy theo cái thời mà các ngài dùng cái từ tỉnh ngộ, chợt tỉnh, hay là triệt ngộ, đại ngộ, hay là chứng ngộ, cũng đều là người đã minh tâm kiến tánh. Rồi chúng ta thấy cái vị thiền sư thứ hai á là ngài Tiểu Nham Đức Bảo, cũng có thời nhà Minh là 1512 và một ngày thì tịch là 1581.
thì ngài đã xuất gia thọ nhỏ, thì lớn lên ngài đọc tất cả những cái truyền sử và đi tham vấn hơn 30 vị tôn túc, tham vấn hơn 30 vị, nhưng mà ngài cũng chưa được cái tỏ ngộ. Và cuối cùng đến tham vấn ngài thiền sư Vô Văn Minh Thông. Thì qua cái lời đối đáp thì ngài là Vô Văn Minh Thông á, cho nhập chúng cho làm công quả. Thì một hôm đó ngài đi rửa rau, rồi chợt cái tỉnh ngộ, rồi ngài đứng dậy xách cái giỏ rau cho vô trong cái nhà bếp. Thì ngài Vô Văn Minh Thông á, gặp liền hỏi: ông xách cái thứ gì gì vậy, ông xách cái thứ gì vậy, hay là ông xách cái gì vậy nè? Thì ngài trả lời rằng cái giỏ rau. Rồi ngài là Minh Thông nói: sao ông không nói riêng một câu? Ngài trả lời rằng: thỉnh hòa thượng hỏi riêng, rồi mới là dẫn đến cái lò nhà bếp. Nhà bếp á, thì ngài Minh Thông hỏi là người người, thì nói là tất cả mọi người xưa nay đều có cha mẹ. Thế thì cha mẹ hiện nay của ông như thế nào, ở tại đâu? Thế thì cha mẹ hiện nay của ông ở đâu? Thì ngài đáp: một ngọn lửa thiêu thiêu đốt hết rồi. Thì ngài là Minh Thông hỏi tiếp: thế thì nhà ngươi không có cha mẹ sao? Thì ngài đáp: có, là Phật. Có tức là Phật. Thì là nói tiếp là mắt trộm nhìn cũng không thể thấy được. Rồi ngài Minh Thông hỏi: vậy khi đứa con trở lại thì là cái gì? Thì là ngài đáp là con cũng không thấy nữa. Thì hỏi tiếp: nên thì vì sao không thấy? Thì ngài trả lời rằng nếu thấy tức không phải là cha mẹ thật. Đó. Thì ngài là Minh Thông, Vô Văn Minh Thông đã ấn khả. Cho nên ngày nay á, tổ sư dạy chúng ta là khi cha mẹ chưa sanh, mặt thật xưa nay của ta ra sao thì cũng do thôi những cái tổ sư thời xưa các ngài đã từng tham. Hỏi sách gì vậy thì do rau, sao không nói riêng một câu? Thỉnh hòa thượng nói. Thì hài hỏi: vậy chứ là tất cả mọi người đều có cha mẹ, vậy là cha mẹ của ông ở đâu? Nó là một ngọn lửa thiêu đốt hết rồi, vậy là ông có cha mẹ sao? Nếu có thì là Phật. Đó. Vậy thì trở lại thì con là gì nếu mà mắt trộm nhìn cũng không thấy nữa? Đó. Nếu thấy thì chẳng phải cha mẹ thật. Cái đó là cha mẹ thật, là khi cha mẹ chưa có sanh, mặt thật của các vị như thế nào? Cho nên kinh nói gọn là khi cha mẹ chưa sanh, mặt thật bổn lai của ta ra sao, tức là mặt thật xưa nay của ta ra sao. Đó. Thì chúng ta thấy là thời xưa là chư tổ cũng đã trên thế giới cũng đều là phải tham đó. Qua cái đời nhà Tống do cái quyển Cảnh Đức Truyền Đăng Lục ra đời, cho nên tổ sư buộc lòng phải cho tham thoại đầu và công án. Cho nên từ thời nhà nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh, thì chúng ta từ nhà Lý, rồi nhà Trần rồi nhà gì nữa, nhà Hồ, rồi nhà Lê, mãi đến sau này mỗi một cái triều đại đều có tổ sư kiến tánh. Chính vì thế mà chúng ta có nhân duyên sâu dày đã từ kiếp trước. Cho nên hôm nay tôi giới thiệu các vị mới được nghe. Tại sao có nhiều người lại không chịu nghe về thiền? Bởi đời trước không có gieo duyên với tổ sư thiền, cho nên đời nay không thích nghe.
Cũng như các vị vào đại học, mà tại sao người thì lại chọn bác sĩ, người chọn y sĩ, người chọn kỹ sư, người chọn giáo sư, và tùy theo cái nhân duyên ưa thích của mình mà chọn cái pháp môn đó để học và tốt nghiệp để tìm việc làm nó dễ. Còn chúng ta đó muốn giác ngộ, muốn giải thoát, muốn sanh về cảnh giới an lành của chư Phật, về cõi cực lạc, thì phải chọn pháp để tu, không cách nào khác được. Cho nên Phật đưa ra vô số pháp môn để chúng ta lựa chọn. Nhưng mà sợ cái sự lựa chọn của mình có đi nhầm lẫn và uổng công. Chính vì thế mà lịch đại tổ sư các ngài đã giảng trạch chọn cho chúng ta trước, đó là tâm thiền, niệm Phật, trì chú, luật tông và giáo tông, tức là thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, giáo tông và luật tông. Ở đây có chư ni thì các vị cũng sắp sửa giờ tới đây là học luật đó, cho nên phải có sự ưa thích mới là tu tập được. Đó là cái tâm bệnh của chúng ta xưa nay. Và chúng ta thấy là có hai vị thiền sư kế tiếp, đó là Minh Tâm và Bảo Tánh, là hai vị thiền sư cũng không biết ngày tháng năm năm sinh, nhưng mà biết cái ngày năm thiệt tịch của ngài là 1034. Hai sư quê ở Chu Minh, Bảo Tánh là họ Nghiêm, Minh Tâm là họ Phạm, cùng xuất gia ở nhỏ, đồng làm bạn chí thân với nhau. Hai vị cùng với thiền sư Viên Chiếu là thầu trưởng Lão Định Hương và sau được cốt tủy của thiền. Thì không có rõ cái ngài ngộ đạo ở chỗ nào và ở đâu, nhưng mà chỉ ghi lại là thờ ngài Định Hương trưởng lão, hay là trưởng lão Định Hương được cái cốt lõi của thiền tông. Về sau mỗi người nó mang một cái tâm ấn tùy phương giáo hóa, đều là hàng tuấn kiệt trong tòng lâm. Riêng hai sư cũng trụ trì chùa Cảm Ứng ở Sơn Ấp Phủ Thiên Đức, mà chuyên trì tụng kinh Pháp Hoa trải qua 15 năm chẳng hề ngơi nghỉ. Mỗi khi hai vị tụng đơn phẩm, Dược Vương đều rơi lệ. Chúng ta thấy tổ sư đã chứng tánh, nhưng mà ngài vẫn chuyên trì tụng kinh Pháp Hoa. Tại sao? Đây là cái dụng của tổ sư chúng ta không lường trước được, chứ không phải là kiến tánh rồi mà còn thọ trì kinh Pháp Hoa là tại sao? Cũng giống như cái ngày là Thủ Sơn Tĩnh Niệm là cũng chuyên trì kinh Pháp Hoa, trong khi ngài cũng đã kiến tánh rồi mà lúc nào cũng là tụng kinh, mà các ngài đều là thuộc lòng chứ không có cầm bản kinh. Rồi là ngài là Phong Việt Chiên Chiểu, ngài rơi nước mắt. Đấy là cái dụng của ngài Phong Việt, ngài khóc. Thì làm cho ngài Thủ Sơn Tĩnh Niệm, ngài nói rằng trong pháp hội đây á là có nhiều, tức là ngày mà ngài khóc ngài mới nói một câu, tức là cái tông lâm tế ngài nói một câu là bất hạnh, tông lâm tế đến ta phải diệt mất. Ngài nói buông một câu đó làm cho ngài Thủ Sơn phải giật mình và hỏi rằng trong cái pháp hội của hòa thượng có nhiều người minh tâm kiến tánh, thì ngài là Phong Việt nói rằng cái người nói lý học thiền nói lý thì nhiều, mà người thực hành thì rất là ít.
Mà người thực hành á, thì rất là nhiều, mà người chứng tánh rất là ít. Thì là Ngài là Thủ Sơn bảo rằng, nói rằng Hòa Thượng xem con như thế nào. Thì Ngài Thủ Sơn nói rằng, ta từ lâu đã trông mong đây ông, nhưng mà ông e ngại ông đắm món kinh này. Ta ngại ông đắm món kinh này. Thì Ngài Thủ Sơn nói, nếu Hòa Thượng có thể cho con nghe được cái rốt ráo thì con có thể buông được. Thì hôm sau sang tòa, thì đại chúng rất đông, thì Ngài cử là một cái công án. Đức Thế Tôn nhìn trong pháp hội, đôi mắt như hoa sen xanh, bảo khi ấy Đức Thế Tôn nói gì? Nếu không nói mà nói là chôn vùi thánh trước, tức là chôn vùi Đức Phật đó, vậy bảo nói cái gì? Thì Ngài liền phủi áo đứng dậy đi ra. Thì chúng ta thấy thiền sư Bảo Tánh Minh Tâm á, mặc dù đã tỏa ngộ rồi, nhưng mà Ngài cũng vẫn thọ trì kinh Pháp Hoa suốt 15 năm. Mà mỗi lần đến cái phẩm Dục Vương Bồ Tát, Dục Vương Dục Thượng đó, có ngại gì? Phải tự thiêu không? Phải không? Thiêu đó là gì? Kinh nói. Thì các vị học nơi là Thượng Tọa Thiên Chơn có nói rồi, phải không? Thiêu rụi hết cái gì? Thiêu rụi thân tứ đại ha, thiêu rụi trần lao phiền não hả? Thiêu rụi cái gì? Là các vị tự hỏi ha. Thì chúng ta thấy đó, là các ngài là rơi nước mắt nói, là bảo nhau rằng dân địa của Bồ Tát đã nhiều quân tu, đối với tâm đại thừa vẫn hai phát đại dũng mãnh tinh tấn, chẳng tiếc thân mạng. Cũng là chúng ta ở trong đời mạt pháp, là người sơ phát tâm, nếu không có lòng chánh tín chí thành như thế, thì đối với đại Bồ Tát, tức là đối với đại Bồ Đề Tâm chân đại thừa, làm sao có thể trông mong. Tức là các ngài tự than là cái chỗ rốt ráo của Phật thừa đó, thì mình làm sao được, mà thời đó Đức Phật đã như thế, chứ đại Bồ Tát đã như thế, mà mình ngày nay cái thời mạt pháp mà mình đã tu như thế này thì là hay còn tự trách, trong khi đã chứng tánh độ. Cho đến tháng tư niên hiệu Thiên Thành thứ bảy, tức là 1304, hai sư muốn thiêu thân, rồi vua Thái Tông thì được tin cho thỉnh về triều lập hội giảng kinh. Khi giảng kinh xong, hai sư đồng nhập Quả Quang Tam Muội, tức là hai ngày nhập Quả Quang Tam Muội để thiêu tự thân, chứ không có đốt cái chất lửa đây đốt, mà dùng Quả Quang Tam Muội để thiêu. Rồi hài cốt á, rồi trở thành bãi báo, vua ra chiếu, rồi hài cốt để ở chùa Trường Thánh cúng dường. Do có sự linh dị vua Thái Tông nên hiệu là Không Thủy, xây chùa tháp, tức là xây thờ chùa tháp, lấy sa lợi để thờ cúng dường. Chúng ta thấy các ngài đã tọa ngộ rồi mà còn tự ta thác công hạnh của mình đối với lịch đại tổ sư, đối với hàng Bồ Tát thời Đức Phật, thì các ngài luôn dũng mãnh tinh tấn. Còn mình nó được thọ ngộ rồi, mặc dù đã thọ trì kinh Pháp Hoa suốt 15 năm, so sánh với bậc Bồ Tát mình chỉ có chút xíu thôi. Vậy ngày nay chúng ta như thế nào đây? Mình tu có được tinh tấn hay không? Rồi mình có thì có nắng sớm mưa chiều hay không? Có một nóng mười lạnh,
mà một nóng 10 lần thì không thể thành tựu được rồi. Cũng như các vị là dò hai cái bàn tay ma sát nó nóng mới in lên từng con mắt. Chứ giờ các vị mà chỉ dò hai bàn tay chà sát nó chưa nóng á, thì có thể để lên mắt không? Các vị có học thiền các nơi chỉ dạy rồi chứ gì, đó hai bàn tay ma sát với nhau thì nó sinh ra cái nóng mới ấn lên con mắt nó. Mà nếu không có như thế thì làm sao mà ấn? Thì muốn thành tựu thì sao? Phải tu hành được liên tục. Nhưng bây giờ đó mình không có được liên tục thì cũng gieo được cái nhân của chánh pháp, thì đời sau mình đi tiếp, phải không? Đời này mình đi một hai bước, từ đời sau mình đi 9-10 bước. Còn tổ sư ngày trước á thì các ngài đi 9-10 bước, thì đời này á thì các ngài chỉ một bước là đến nơi. Đó là lời dạy của tổ sư nha, là tức là từ ngày lai quả, từ ngày là hư vân và nhiều lịch đại tổ sư các ngài cũng đều nói như thế. Sở dĩ chư tổ một nghe ngàn ngộ được đại tổng trì là bởi đời trước các ngài đã đi 99 bước rồi, chỉ còn một bước nữa là đến nơi. Cho nên á, ngài hư vân, ngài lai quả, ngài quyệt khê, các ngài đã đi được 99 bước rồi. Cho nên đời của các ngài đã thành thành công. Còn chúng ta đang bước đi mà không biết mình đi được mấy bước nào là hai bước, bước đó biết không? Cho nên Tổ Quý Sơn dạy rằng đời đời không lui sụp, quả Phật quyết định có ngài. Thấy không? Sinh sinh nhược năng bất thối, quả Phật quyết định khả kỳ. Rồi chúng ta khảo sát tiếp Thiền sư Quảng Trí. Ngài thì tịch thì không có, nhưng mà cái năm sinh thì là 1085 và thủy tịch là 1091. Cái giai đoạn này là mà chúng ta thấy ghi như thế. Nhưng mà đặt một câu hỏi ở trước, trước cái chỗ là 1085 là 1091 có mấy năm sau, phải không? Cho nên là lịch sử liệu đã ghi thì chúng ta khó mà tra khảo. Thậm chí ngài Quyệt Khê là một cái người, tức là một thiền sư lỗi lạc, mà ngài truy cứu là lịch sử của tổ sư các ngài cũng không biết cái niên đại nữa, bởi vì đời trước không ghi. Và cái sự tỏa ngộ của tổ sư ngài cũng không biết, như ngài Phong Can, Hàng Sơn, Thập Đắc, Bố Đại Hòa Thượng ngộ đạo với ai cũng không có truy cứu được. Mình chỉ ghi theo sử liệu thì mình y theo sử liệu. Sư Thọ Nhang, người ở Kinh Đô, là anh của Hoàng Phi Chương Phụng, tức là dòng 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 dõi quý tộc đó. Vốn người không ưa cái đẹp xa xỉ bên ngoài, chỉ ưa thích giữ tiết hạnh thanh cao của mình. Năm đầu niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh, tức là 1059, sư từ bỏ thế tục đến thành tham vấn với thiền sư. Thì bảo nói của thầy, sư nhận được yếu chỉ. Từ đó năm tháng biệt này, sư dốc hết ý chí vào thiền học. Chưa bao lâu tiếng tâm vang khắp gần xa. Ở đây cũng thế, qua một câu nói của thiền lão thiền sư thì ngài được khế hội mà không biết nói câu gì. Đây là cái sự tiền sử đi, chúng ta thấy nó thiếu, tức là mình thấy thiệt thòi cho mình rồi đó.
Các ngài thở đó là không có nghĩ, ghi là chỉ ghi thôi nhưng mà không có nghĩ trên đời chúng ta. Mà ngày nay chúng ta tra cứu thì là mình thấy hơi thiệt thiệt thòi. Mình chỉ biết qua câu nói của ngài thiền lão thì ngài quán trí cõi ngộ thôi. Rồi ngài đã miệt mài tu tập. Nói miệt mài tu tập á, thật sự các ngài đã bảo nhậm. Bảo nhậm. Chứ bảo nhậm không phải là tu. Tức là dứt trừ tập khí. Dứt trừ tập khí. Tức là đã chứng tánh rồi đó thì các ngài là muốn dứt trừ tập khí, tổ sư chúng mình dạy chúng ta đó thì phải lấy lại bổn tham. Tức hồi trước mình tham á, sanh từ đâu đến chết đi về đâu, sau khi chứng tánh rồi đó thì mình đọc lại những kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa như kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Lăng Nghiêm, kinh Viên Giác và đọc lại những cái ngữ luật của tổ sư để ấn chứng cho chính mình. Nhưng mà các vị cũng đừng lo, bởi vì á mình đã kiến tánh thì cũng sẽ có người ấn chứng cho các vị thôi. Tổ sư ngày xưa đã như thế rồi thì mình ngày nay cũng như thế. Nhưng mà các ngài phòng hờ cho chúng ta, nếu sau này các vị có kiến tánh thì mình phải đọc lại những kinh đó. Và muốn dứt trừ tập khí thì phải lấy lại bổn tham đó. Cũng giống như là một người vào đại học nhưng mà chưa học hết cái chương trình đại học, thấy không? Ở thế gian đã như thế, nhưng mà cái người á đã kiến tánh rồi đó, dứt trừ tập khí đó là gì? Ví dụ cái này cũng khó lắm nhưng mà tôi cũng tạm ví dụ để các vị hiểu. Có một Phật tử hồi xưa đó là rất thích cái lương, mê cái lương lắm, mà tuần nào hát thì khi là nhất định đi coi trực tiếp chứ không được qua cái màn truyền hình, là không có xem. Buồn ngủ cỡ nào cũng đi, về khuya cỡ nào cũng phải đi. Rồi sau đó là quy y Tam Bảo rồi đi chùa tụng kinh, rồi dần dần như là ưa thích kinh điển, rồi ăn chay bỏ hẳn, không có theo dõi cái lương nữa. Cái lương là cái đam mê, nhưng mà do kinh điển thì để dứt trừ cái lương, tức là dứt trừ cái đam mê cái lương của mình. Đam mê cái lương là tập khí, tức là cái thói quen mình ưa thích, phải không? Thì bây giờ mình nó là tụng kinh niệm Phật, mình đã quên hẳn, không có bao giờ nghĩ đến cái lương nữa, tức đó gọi là dứt trừ tập khí. Chuyên môn gọi là bảo nhậm, chứ không phải tiệm tu nha. Tiệm tu là khác rồi. Đối với là thiền khác á, là phải tiệm tu. Nhưng mà trong thiền môn đốn ngộ mà tiệm trừ, tiệm trừ tức là bảo nhậm, là dứt trừ chứ không phải là tiệm tu. Nó rõ ràng như thế. Tức là về sau đó, rồi ngài trụ trì chùa Quán Đỉnh, núi Không Lộ, thường mang một y nạp, ăn uống rất đậm bạc, sư cùng tăng minh huệ kết bạn đồng tu, người đời cho là hàng sơn tập đất tái thế, công bộ thượng thư Đoàn Văn Khâm rất kính trọng sư, có làm bài thơ tặng: chống gậy non cao bỏ sáu trần, ở yên quyển mộng hỏi phù vân, ân cần không cách tham trừng tập, trót vướng bầy cò lót mũ cân. Tức là các ca ngợi các ngài là rủ sạch tất cả các thứ không còn vướng vướng bận, ở non cao bảo nhậm về chính mình lo bằng quá thôi. Rồi giờ là khoản niên hiệu quan hộ, tức là 1805, tức là 1085, tức là 1085, 1091, đời Lý Nhân Tông, sư Quy Tịch, Đoàn Văn Khâm thương tiếc làm lời văn ai điếu,
lánh chợ vào rừng, tóc bạc phơ, non cao rủ áo ngát tuôn thừa, chùm khăn những món hầu bên chiếu, treo dép đã nghe khép cửa chùa, trăng đợi sân trai chim khắc khoải, tháp chuông bia chữ mộ thờ ơ, bạn thiền thôi cũng đừng thương xót, non nước ngoài am đó giang xưa. Tức là ca ngợi của các ngài như thế đó. Còn ngày nay á, chúng ta là con rồng gì? Con rồng cháu tiên, phải không? Nhưng mà mình nó không phụ công ơn của tổ tiên mình thì phải làm sao? Mà muốn đền ơn cha mẹ thì phải làm sao? Muốn ơn Phật tổ thì mình phải làm sao? Cho nên chúng ta thấy người hư vân á là con cầu con khẩn, mình sinh ra ngài rồi đó, thì cha mẹ muốn cho ngài nối dõi, nhưng mà ngài không có màng. Rồi là sống cho bà nội, bà nội là người mộ Phật tụng kinh, thân cận với bà nội, rồi được là ảnh hưởng nơi bà nội, rồi cuối cùng á, theo cái truyền thống Trung Quốc á, là trai á, lớn lên phải lấy vợ, và gái lớn lên phải lấy chồng. Cho nên để nói giỏi tông đường á, thì người cha đó bắt ngài cưới một lúc hai bà vợ. Nhưng mà đặc biệt á, khi mà cưới về cái đêm tổng phòng đó, thì ngài kêu hai bà nội ngồi dậy, ngài thuyết pháp cho nghe, rồi phó chúc ở lại nuôi nuôi cha già. Ngài xuất gia trốn đi, trốn xuất gia. Sau khi á, đến 59 tuổi ngài đã kiến tánh rồi đó, từ lúc đó ngài mới triều ngũ đài sơn cầu đức văn thù, chứ đi cầu siêu cho cha mẹ. Muốn báo ơn cha mẹ là mình phải minh tâm kiến tánh, đó là ngài hư vân cận đại chúng ta đó. Ngài thế tịch 1959 này, gần đây thôi. Và chúng ta đây là 2020 11, ngày 21 rồi phải không? Còn Tân Sửu nhưng mà 21 rồi, 22 tây rồi. Thì đó, mình muốn đền ơn tổ tiên ông bà cha mẹ thì phải tu thôi. Vì ông bà cha mẹ mình có câu rằng nhất nhân hành đạo của quyền thăng, thấy không? Thì ở thế gian một người làm quan thì cả họ được nhờ. Do vậy mà để đền ơn cha mẹ thì mình phải cố gắng tu. Rồi chúng ta thấy một vị thiền sư tiếp là ngài Thuần Chân, đời thứ 12 dòng Tỳ Ni Ra Lô Chi, đến đời Tỳ Ni Ra Lô Chi nữa, mãi đến đời Trần ngài mới thống nhất lại được là Trúc Lâm, dòng thiền Trúc Lâm. Thì bây giờ chúng ta tham khảo tới ba dòng thiền, một là có ngài Tỳ Ni Ra Lô Chi, hai là ngài Vô Ngôn Thông, ba là ngài Thảo Đường đó. Rồi về sau chúng ta thì thống nhất lại đó, thì mình tham khảo chỉ có dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Sư Hòa Đào quê ở làng Cửu Ông thuộc Tế Giang, thở nhỏ sư bác thông kinh sử, lớn lên sư gặp thiền sư Pháp Bảo qua chùa Quang Tịnh, qua một câu nói liền nhận được yếu chỉ. Bây giờ tất cả những cái sở học đều buông bỏ hết à. Thì cũng một câu nói của thầy mình, thì mình là buông bỏ tất cả những cái kiến văn giác tri, học đầy bụng những kinh sử, đồng thời quên sạch hết. Mà quên sạch hết những cái ngôn ngữ văn tự, nhưng mà nó trở thành cái gì?
diệu dụng, diệu dụng cực kỳ bén nhạy, và văn chương của văn nghệ là hầu hết là văn bác học, văn bác học nó bay bổng, chúng ta đọc nó có cái cảm xúc liền, trở thành diệu dụng. Chúng ta thấy Đức Phật thì sao, khi ở hoàng cung á thì học hết những cái kinh sử của Vệ Đà, tức là Áo Nghĩa Thư, thấy không? Tất cả những cái sở học của thế gian ngài đều học lòng thông hết, đến nỗi mà thầy dạy không phải bó tay mà xin đầu đầu hàng. Cho nên về sau Đức Phật là diệu dụng vô lượng vô biên, không ai bằng Phật hết. Thì là ngài đã buông bỏ được tất cả, chẳng bao lâu sư mẫu tung được cánh cửa áo diệu, tia sáng đá lửa xuất hiện, tức là do thời gian bảo dặm á, cái tập khí nó dứt trừ, thì đó là cái tia sáng nó, tức là cái bản tánh nó hiện hiện một cách như là mặt trời giữa hư không, không có một chút áng mây mờ nào hết. Và trong khi mặc dầu ngài đã nhận được cái bản tâm mình như mặt trời treo ở hư không, nhưng còn áng mây mờ nó che, gió thổi mây tan, gió thổi mây tan tức là bão nhầm, thì cái bản tánh là hiển lộ như mặt trời giữa hư không, không có một áng mây mây mờ đó. Cho nên ngài mới tung được cánh cửa, được áo diệu, tức là bảo nhậm nó tung hết cái tập khí rồi, dứt hết tập khí. Lục tổ Huệ Năng bảo nhậm dứt hết tập khí mà ra hoằng pháp. Ngài Nam Nhạc Huệ Nhượng theo hầu tổ 15 năm cũng vậy, bảo nhậm dứt hết tập khí mới ra hoằng pháp. Mã Tổ cũng thế, và lịch đại tổ sư chúng ta cũng thế. Nhưng mà ở đây đó, ghi quá vắn tắt thiền sử mà, cho nên ghi quá vắn tắt là không bao lâu ngài đã tung được cánh cửa áo diệu, tia sáng đá lửa xuất hiện, tức là bản tánh rõ ràng như mặt trời giữa hư không. Từ đó sư đến trụ trì chùa Hoa Quang, làng Tây Kết, thượng nghi tuy người thưa hỏi, tức là tùy theo người thưa hỏi đó, sư phát huy tông chỉ dẫn dắt những kẻ mờ tối, tức là cho những người sơ tâm học học đạo, cũng như tôi sơ tâm mà các vị cũng sơ tâm, nhưng mà tôi đi trước, tôi biết trước thì tôi hướng dẫn đến các vị chưa biết mà tôi chỉ giới thiệu thôi ha, xin nhớ là tôi là người giới thiệu chứ không đủ tư cách là cái người giảng dạy. Bởi vì á, có kiến tánh mới biết được cái cơ duyên của các vị để mà giải đáp, để mà mở trói. Cho nên tổ sư ra hoằng pháp các ngài đều kiến tánh, mà ngày nay chúng ta tìm một người kiến tánh thì rất là khó khăn. Mà tôi được cái chút duyên cho nên là biết được cái pháp tổ sư thiền giới thiệu với các vị. Cho đến ngày mùng 7 tháng 2 năm Nhâm Dần, niên hiệu Long Phù Đời Lý Nhân Tông, sư bảo tin sắp tịch, tức là ngài bảo tin cho mọi người ngài sắp thị tịch. Có đệ tử là bổn tịch vào thất thưa hỏi thêm, tức là sư nói kệ dạy, tức là ngài có đệ tử là bổn tịch vào thưa hỏi, thì ngài đã dạy rằng chân tánh thường vô tánh, đâu từng có sanh diệt, thân là pháp sanh diệt, pháp tánh chưa từng sanh diệt, tức là không rõ ngài là bảo tịch hay là ngài bổn tịch, bản tịch hay là bổn tịch, tôi hỏi cái gì, nhưng mà ngài dùng cái bài kệ để đáp là cái chân tánh á, là không tánh, tức là thường là không tánh. Mà đã như thế rồi thì đâu từng có sanh diệt, tức là bất sanh bất diệt,
thường tánh là chân tánh, nó là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Còn thân á, là cái pháp sanh diệt, tức là thân tự đại chúng ta đó, có sanh ác có tử, thấy không? Rồi đó là cái pháp tánh á, thì nó không có sanh diệt đó, nó là thật tế lý địa bất thọ nhất nhất trần. Nói xong sư thị tịch Phụ Quốc Thái Bảo là cao công, cao công trong nôn việc quả thiêu và dựng tháp đời Lý Nhân Nhân Tông. Rồi là trong cái thời nhà Lý ha, rồi qua cái đời vua thứ được Lý Lý Nhân Tông là vua thứ thứ năm, rồi thứ tư, thứ năm là Lý Thần Tông. Chúng ta kế tiếp là ngài Trì Bát, là sinh năm 1049, thì tịch năm 1117. Sư họ Vạn, quê ở Ly Lâu, thời tuổi trẻ mà tâm thường mộ Phật pháp rất thiết tha. Đến độ 20 tuổi, sư theo thiền sư Sùng Phạm ở chùa Pháp Vân, xin xuất gia và thọ giới phụ túc, tức là 20 tuổi. Thiền sư Sùng Phạm thấy sư siêng năng tu tập, đức hạnh hoàn bị, tức là cái tài cái đức cho được song toàn, tham ép các vị tôn túc và đến trụ trì chùa Tổ Phong ở núi Thạch Thất, làng Đại Cầu, Tân Trại để giảng dạy. Tướng quốc Lý Thường Kiệt là một thí chủ của sư, những tài và tinh thí cung cấp sư đều để hết vào Phật sự trùng tu các ngôi chùa. Tức là Lý Thường Kiệt là cũng một vị tướng của thời nhà Lý, mà cũng là cái người Phật tử thuần thành, ủng hộ Phật pháp. Thì ngài được cái sự cúng dường của Lý Thường Kiệt, thì ngài đem để trùng tu tất cả những cái ngôi chùa đã hư đã hoại, và in lại kinh điển và giảng dạy cho người ta tu hành. Từ ngày đó là xây các chùa là Pháp Vân nè, Thiền Cư nè, Thê Tâm nè, Quán An, để báo đáp phần nào công ơn Pháp Nhũ. Đó, rồi chư tổ đã chứng tánh rồi thì có tiền có của, thì ngài xây chùa độ tăng giảng dạy để thành tựu đạo quả, để báo ơn ơn Pháp Nhũ, tức là ơn Phật, và cũng là ơn ơn Pháp, do Phật nói Pháp, do Pháp mà chư tăng là người truyền thừa dạy dỗ và mình được tỏ ngộ, cho nên đền ơn Tam Bảo. Niên hiệu Hội Tương Đại Khánh thứ 8, tức là 1117, đời Lý Nhân Tông. Ngày 18 tháng 2, sư gọi đồ chúng đến nói bài kệ thị tịch. Có tử ác có sanh, mà có sanh ác có tử. Chết là người đời buồn, sanh là người đời vui. Buồn vui hai thứ không cùng, chợt vậy thành kia đây. Đối cảnh sanh tử chẳng để lòng. Mà nói một câu kết thúc là án tố rô tố rô tất rị, tức là chư tổ muốn cắt đứt tất cả những cái tư lưu phân biệt con người đời sau, thì bằng cách là nói câu thần chú. Mà hầu hết cho cái dòng từ ni đa lu chi
là các ngài cái câu kết cũng là đều nói câu chú, kể cả Phật Hoàng Trần Nhất Tông là người tỏ ngộ triệt để, mà khi trả lời tăng có khi là ngài cũng nói là cao vút trong tận mây xanh, để cắt đứt tất cả những cái tư lương phân biệt của đương cơ. Và cũng đồng thời ngài cũng hay nói án tu rô tất trị đó. Nói xong kệ sư ngồi ngay ngắn mà đi, tức là tùy tịch đó, là thọ 69 tuổi, đệ tử thiền sư Tịnh Hạnh Pháp Nhãn làm lễ hỏa táng Tu Xá Lợi thay pháp cúng cúng dường. Hôm nay chúng ta tham khảo cũng được tới mấy vị, hơi nhiều ha, nhưng mà mỗi lần mà tham khảo chư tổ giờ chúng ta đó thì tôi sẽ dẫn chứng là thiền sử Ấn Độ, thiền sử Trung Hoa, và để đối chiếu lại với thiền sử Việt Nam nó đồng hay khác, và chúng ta thấy là đồng chứ không có khác đâu. Mà chẳng qua mà mỗi một quốc độ có dùng mỗi cái ngôn ngữ có chỗ sai sai biệt, nhưng mà đã đến rồi tức là ngộ đó, cùng tổ đó thì nó không có khác. Cho nên kinh Pháp Hoa nói chỉ một thừa này là thật, hai thứ chẳng phải chân. Cho nên tất cả chúng ta đó, tức là các vị còn nhiều bổn phận quá, nhiều hơn tăng ni nhiều, phải không? Bổn phận các vị là gì? Làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, làm con, làm cháu. Bên cạnh đó là bổn phận công dân nữa. Rồi bên cạnh công dân các vị còn bổn phận nào nữa? Bổn phận hộ trì Tam Bảo. Có nhiều không? Dù nhiều nhưng mà các vị đừng bao giờ quên đề khởi câu khởi đầu có nghi tịnh, phải không? Rồi mai đây tức là ngày mai đó, nhằm chủ nhật ngày 23 cũng là ngày 21 tháng 12 năm Tân Sửu, thì bước qua là năm 22 rồi, thì là cái ngày tổng kết các lớp học của tăng ni và Phật tử. Thì á, tổng kết lớp học á, là học thì phải có thi. Nhưng mà đối với cái tổ sư thiền này á, thì trước kia đó thì tôi cũng giới thiệu cho quý Phật tử. Nhưng mà đặc biệt 2 năm nay á, là mùa dịch. Mùa dịch cho nên là không có trực tiếp, mà phải qua gián tiếp bằng online. Mặc dù online nó trực tiếp, nhưng mà cũng không trực tiếp bằng các vị đối diện với nhau. Vậy có học phải có hỏi, phải có làm bài, phải có chấm giỏi cao thấp như thế nào. Nhưng mà đặc biệt á, ngày mai các vị hành giả tham tổ sư thiền á, thì các vị không có cái bằng ca ngợi, bằng tán dương công đức, mà tất cả tăng ni và Phật tử mà học tất cả các lớp giáo lý đó, thì các vị được cái chứng chỉ tốt nghiệp. Phải không? Đó là nguyên tắc xưa nay là mặt giáo dục phải như thế, đời đạo phải như thế. Nhưng mà các vị hành giả tôi nói một câu á, là ai khen ngợi các vị là các vị vui nhất nè. Phật ca ngợi các vị vui nhất thôi. Phải không? Thôi đến đây là cũng như thường lệ, chúc các vị thân tâm an lạc và âm được siêu, dương được thới, pháp giới chúng sanh đều trong thành Phật đạo, chúng ta hồi hướng.